Những hình ảnh, clip ghi lại cảnh các gia đình dựng rạp cưới chiếm lòng đường gây ảnh hưởng tới luận điểm an toàn giao bình thường xuyên chia sẻ bên trên mạng cộng đồng anh biến thành chủ đề gây nhiều tranh cãi. Hậu quả tiềm ẩn từ các rạp cưới này cũng liên tục người ta đề ra để cảnh báo, tuy vậy nhiều gia đình vẫn bỏ mặc chiếm hữu lòng đường, rồi treo biển mong các phương tiện qua lại thông cảm với lý do cả đời người mới có một lần. Hôm nay ngày 8 tháng 10, bên trên mạng cộng đồng lại có mặt thêm một đoạn clip liên quan tới chủ đề này khiến người xem quan trọng chú ý. Trong clip, một gia đình dựng rạp cưới chiếm hết lòng đường khiến các phương tiện qua đây gặp không ít khó khăn. Hai người bọn ông cắt cử đứng bên phía ngoài rạp để điều tiết giao thông, vậy nhưng một trong các hai người này lại xảy ra tranh cãi với bộ đôi đi xe máy bên trên đường. Sau lời qua tiếng lại, người bọn ông tiến tới thẳng tay tát người đàn bà ngồi đằng sau xe. Người đàn bà cũng chẳng chịu để yên, chị ta lao xuống lấy dép ném trả. Xô xát giữa hai bên đã nổ ra khiến mọi cá nhân phải lao ra ngăn cản để ngăn cản mọi chuyện đi qua xa. Được biết, sự việc xảy ra anh đô khoảng 9 giờ 16 sáng nay. Dựng rạp cưới chiếm lòng đường, người bọn ông xảy ra tranh cãi với cùng một người đàn bà.